bạn nhỏ, bạn có thấy tất cả màu sắc trong các trang trại không? Hãy để người nông dân chỉ cho bạn. Thuộc đầu
Này các cậu, hãy cùng với chúng tôi hát bài hát về các hình dạng. Hình tròn kìa bạn ơi, nó thật nhỏ và thơm tho. Một thứ bánh cuốn xinh xinh, nó rất tròn. Hình tròn kìa bạn ơi, nó thật nhỏ và thơm tho. Nó rất thịt lăn xung quanh các trang trại. Hình vuông kìa bạn ơi, có bốn cạnh vuông ngơ ngơn. Nó trông rất lười biếng, nó không làm gì. Hình vuông kìa bạn ơi, có bốn cạnh vuông ngơ ngơn. Là một khối vuông vuông, nói không quan tâm. Hình tam giác bạn ơi, mà tam giác nó nghiêng nghiêng. Nó có một đáy ở dưới hai bên cạnh. Hình tam giác bạn ơi, mặt tam giác nó nghiêng nghiêng. Không thể đứng trên đó nhưng có thể nhìn. Trong kia là kim cương, nó thật nhỏ và lấp lánh. Nó trông thật óng ánh và nó rất đẹp. Trong kia là kim cương, nó thật nhỏ và lấp lánh. Tôi thật sự rất muốn nó là của tôi. Trái tim thật dễ thương, nó tròn hồng và dễ thương. Nó thật sự đáng yêu và đầy tình yêu. Trái tim thật dễ thương, nó tròn hồng và dễ thương. Khi cảm thấy cô đơn là tôi cần nó. Nhìn kia là ngôi sao, nó trông thật là nguy nga. Có một phong cách nhân ra từ rất xa. Nhìn kia là ngôi sao, nó trông thật là nguy nga. Nó rực phong cách và hỏi bạn khỏe không. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Ta ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Ta ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Ta ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Ta ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Ta ở đây, bạn có khỏe không? Hôm nay chúng ta sẽ đi chợ nhé. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi về nhà, đã mua xong rồi. Thank you.
vào khu chợ, vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi, đi về nhà, chúng ta đi, đi về nhà, đã mua xong rồi. Mary và chú cụ của cô ấy. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú con lông trắng như tuyền. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Cô Polly có dễ thương không nào?